kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Tình huống đầu tiên, bác xe 29 chỗ đón trả khách trên cao tốc hết sức nguy hiểm. Em mời các bác đón xem nha. Ăn đù, được của nó đấy. Ơi em. Ui, nhạc hay đấy. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch. Hey, kinh kịch kinh kịch. Hey, kinh kịch kinh kịch. Hey. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Thanh niên trai tráng, nay đi nhảy trộm xe đạp địa hình. Em mời các bác đón xem nha. Rồi rồi, mày xong rồi. Nhục, bác nhục. Thầy nào dạy bác Vios lái xe đấy? Bác này xi nhan một cái là đánh lái. Đặt đầu xe bác gắn cam hành trình luôn. Em mời các bác đón xem. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Tình huống nhảy trộm điện thoại cực căng cực luôn, em mời các bác đón xem nha. Bác im 10 đỏ đi ngược chiều trên đường hầm cực kỳ nguy hiểm luôn. Em mời các bác đón xem à. Không hổ danh là thánh lật Việt Nam mà. Em nghe gì không? Hơi em. Uầy, nhà mày đấy. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch. Hey, kinh kịch kinh kịch. Hey, kinh kịch kinh kịch. Hey. Đi vậy. Bác mát đa trắng có tình huống loi nhoi, khôn lỏi. Em mời các bác đón xem nha. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Nhục, bác nhục. Bác xe khách đỏ có tình huống tạt đầu xe bác gắn cam hành trình. Em mời các bác đón xem nha. Tình huống xiên đôi cực căng cực, bác bán tải thì vượt xe bên phải, bác xe khách đỏ thì bố đời hơn, lấn sang làn đối diện, các bác ơi. À, ra là mày, thăm ngàn, thăm ngàn, kẹp ngàn thăm ngàn, thăm ngàn, đại lìa mỹ kìa chuối lừa, bó nhập nhà đi á ràn mày mùi, bó chát tà nà trả lại, thay đưa lao lìa lẩu, chăn bán tổ mã liền không?
tình huống dồn va cực căng cực, các bác ơi. Hai con, ba con, bốn con. Tình huống đi ngược chiều trên cao tốc vào ban đêm hết sức nguy hiểm, em mời các bác đón xem. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Bác xe bồn sang đường không xi nhan luôn, suýt chút nữa là có Innova luôn rồi, các bác à. Bác xe khách không chịu nhường đường cho xe cấp cứu vượt, các bác ơi, các bác xem video của em, thấy hay cho em xin một like và một đăng ký kênh nha. Thông tin thêm, Kiev đang làm mọi thứ có thể.